Nếu như các bạn đang cần một chiếc đèn LED để quay phim cho các phòng studio vừa và lớn thì ok, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc đèn có tên là SL100W đến từ nhà sản xuất Godox. Và bộ sản phẩm đèn của chúng ta bao gồm, thứ nhất đó là phần thân đèn. Các bạn có nhìn thấy bên cạnh mình đang là chiếc đèn SL100W. Chúng ta sẽ có thêm một chóa đèn và các bạn sẽ có một nắp nhựa để bảo vệ phần đèn ở bên trong đây. Và cuối cùng chúng ta sẽ có thêm một chiếc remote để giúp các bạn có thể điều khiển được đèn từ xa, ví dụ như thế này. Mình sẽ đi vào chi tiết về cái thân đèn hơn để các bạn có thể thấy rõ được một số những cái thông số cơ bản của chiếc đèn này. Đầu tiên là với cái tên gọi của nó là SL100W thì chắc chắn chiếc đèn này có công suất đó là 100W, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và bóng đèn của chúng ta nó là loại bóng đèn LED, ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy được. Và với bóng đèn LED này nó có tuổi thọ lên tới 50.000 giờ, đó là thời gian thoải mái để các bạn có thể sử dụng đèn này. Và tiếp theo thì thân đèn được làm bằng nhựa ABS cao cấp, giúp cho cái nhiệt lượng tỏa ra của chiếc đèn nó không gây ảnh hưởng đến cái phần bề mặt thân đèn này. Và các bạn có thể nhìn thấy ở phần phía sau đèn ở đây, chúng ta sẽ có đầu tiên đó chính là dây cấp nguồn cho đèn. Ở đây chúng ta đang sử dụng nguồn 220V. Tiếp theo chúng ta sẽ có một phần công tắc bật tắt đèn. Thì như mình giới thiệu ban đầu thì các bạn cũng có thể sử dụng chiếc remote này để bật hoặc là tắt đèn. Đó. Ở đây có một núm dài, đây là phần anten để nó kết nối với chiếc remote. Một màn hình OLED nhỏ ở đây hiển thị những cái thông số của đèn khi chúng ta chiếu sáng. Núm xoay tiếp theo ở đây bên phải thì giúp các bạn có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng, tăng giảm cường độ ánh sáng hoặc là điều chỉnh một số những cái thông số, thì một lát nữa mình sẽ test thử cho các bạn thấy được. Dưới cùng ở đây các bạn có nhìn thấy có một nút bấm ghi biểu tượng CH và Group. Ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh các nhóm này, các kênh này. Các bạn có thể gộp nhiều đèn lại với nhau và chúng ta chỉ cần điều chỉnh một đèn thôi là tất cả các thông số của các đèn còn lại nó sẽ chạy theo thông số của chiếc đèn mà chúng ta điều chỉnh. Mình sẽ bật đèn để các bạn có thể thấy được một số những cái thông số cơ bản của chiếc đèn SL100W này. Đó. Đầu tiên ở dòng trên cùng đây chúng ta có chế độ này, CH này, 1A. Đó. Nếu như các bạn để các kênh này của 2 hoặc là 3 hoặc thậm chí là nhiều chiếc đèn như thế này, cùng kênh và cùng nhóm, một là kênh, A là nhóm. Nếu như chúng ta để cùng kênh và cùng nhóm với nhau thì như mình nói vừa nãy đó, thì khi các bạn điều chỉnh thông số của một chiếc đèn này thì tất cả các thông số của chiếc đèn còn lại nó sẽ tự điều chỉnh theo. Và phần dưới này đó là hiển thị thông số 25%, các bạn có nhìn thấy đây này, nó là hiển thị cường độ ánh sáng của chiếc đèn này. Chúng ta có thể điều chỉnh lên tới 100%. Và tiếp đến ở phần dưới cùng này các bạn có thể nhìn thấy đây này, dưới cùng này nó là nhiệt độ tỏa ra của chiếc đèn này. Nếu như chúng ta để cường độ ánh sáng của đèn càng cao thì cái nhiệt lượng nó tỏa ra càng cao, thì cái phần nhiệt độ ở đây nó sẽ cao. Đó. Nếu như chúng ta để thấp thì đương nhiên rồi, nhiệt độ nó tỏa ra thấp thì cái phần thông số ở dưới đây nó thấp. Rồi, nút ngoài cùng này thì như mình vừa nói đấy, nó là điều chỉnh các thông số của kênh và nhóm. Ở đây các bạn muốn điều chỉnh thông số kênh hoặc là nhóm thì chúng ta ấn vào. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ xoay cái phần xoay cái nút set này này. Đó. Đây là nhóm nhá. Có nhóm A cho đến F. Còn kênh này thì các bạn sẽ ấn tiếp vào đây. Đó, kênh chúng ta xoay. Tổng là 16 kênh tất cả. Ok. Khi điều chỉnh các thông số ok rồi thì chúng ta ấn nhẹ vào nút set này để cho hoàn tất việc cài đặt của chúng ta. Đó. Sơ qua về thông số của chiếc đèn là vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử chất lượng ánh sáng của chiếc đèn này nó sẽ như thế nào nhé. Và ánh sáng của chiếc đèn này là ánh sáng trắng có nhiệt độ màu là 5500 độ K, cho nên rất là phù hợp để cho các bạn có thể sử dụng để quay phim cũng như là chụp ảnh. Còn nếu như các bạn muốn ánh sáng của chiếc đèn này nó có những cái màu ví dụ như là màu vàng hoặc màu đỏ hoặc những màu bất kỳ, thì các bạn có thể mua những cái bộ gel lọc màu để chúng ta có được những cái màu mà các bạn mong muốn. Và như bản thân mình thấy được thì chiếc đèn này cực kỳ phù hợp cho các phòng studio có diện tích khoảng tầm từ 20m² trở lên. Và với chiếc đèn này nó cũng rất là phù hợp cho các bạn là YouTuber hoặc blogger hoặc là reviewer có thể sử dụng chiếc đèn này để đánh sáng. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn chiếc đèn SL100W.
Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng truy cập vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.